Rất lâu rồi không có uống rượu như vậy qua. Sảng khoái. Tiền của ông phải giữ cho kỹ. Nếu không thì tiền quan tài của ông mất hết đó. Đầu có thể mất. Nó thì không được mất. Trông cho kỹ. Trông kỹ rồi. Tôi nói các người biết, chuyện hôm nay uống rượu tuyệt đối, tuyệt đối không được nói với đại ca chính mạch. Không được nói. Không được nói. Đánh chết cũng không nói. Đúng, cậu có đánh chết ông ấy, tôi cũng không nói. Không nói, không thể nói. Không được nói. Thiếu gia, chúng ta đợi cả nửa ngày chỉ là bắt mấy người này sao? Những tên này chỉ là cá nhỏ thôi. Cá nhỏ? Vậy cá lớn đâu? Đợi đi. Ở Hưng Thành, Lý Chính Bạch lập kế hoạch mới. Phần của tôi chia cho cô ăn nha. Chính Bạch huynh, đừng động. Cái này anh em Chính Bạch phải làm sao? Thật đúng là đi khắp nơi cũng không tìm thấy. Nhưng mà có được thì lại không tốn sức. Cây đó Nghiêm đại gia, anh tới Hưng Thành làm gì vậy? Tôi tới gặp bạn bè. Đừng xem nữa, xung quanh đây đều là người của tôi. Bắt bọn chúng lại. Đi, giải bọn chúng ra hết đây. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Tên tiểu tử hát kịch đâu rồi? Sao lại thêm một cô nương vậy? Cô ấy không liên quan gì đến việc này. Thả cô ấy đi. Đưa hết đi. Đi. Nhanh đi. Nhanh. Nhanh lên. Đi theo. Các vị, Lạc Hồng không phải vật vô hình. Quá thành bùng xuân càng đẹp hơn. Hét gì mà hét, đi nhanh. Đi. Đi nhanh đi. Buổi chiều đưa đến địa chỉ này. Càng nhanh càng tốt. Lý tiên sinh ở nhà khách Cao Thăng. Phu nhân yên tâm. Đảm bảo buổi chiều sẽ đưa tới. Đảm bảo không trễ. Đưa này. Cảm ơn phu nhân. Đi thông thả. Nào nào, cho qua chút đi. Thiếu gia, sao lại tới nhà giam rồi? Lại còn mệt nhọc đích thân đi bắt đào phạm. Thế nào? Nhớ lại lúc trước đi đánh trận với tư lệnh Nghiêm, hoài phong biết bao. Bây giờ thì hay, cả ngày theo sau mông của người Nhật, khom lưng cúi đầu. Thật sự quá ức chế. Anh đưa tên Lý Chính Bạc ra đây. Tôi muốn thẩm tra. Dân. Lý đại ca, đây là nơi nào vậy? Tại sao bọn họ bắt chúng ta tới đây chứ? Tiểu đại tiểu thư, đừng la hét nữa. Nơi này là tên họ Nghiêm quản. Tên của hắn là Diêm Dương. Vào rồi thì đừng hòng ra nữa. Đừng nên gấp gáp quá. Tên họ Nghiêm thật sự là tên khốn. Cắn được thì không buông được nữa. Sao lại tìm được đến nơi này chứ? Sao tìm được à? Ngửi mùi tìm chứ sao? Ngửi mùi? Mùi gì? Mùi nước tiểu của anh đó. Xong rồi, xong rồi. Lần này tên họ Nghiêm chắc chắn sẽ đưa chúng ta về Thanh Thành. Sau đó sẽ bị bọn Nhật Bản. Ai là Lý Chính Bạch? Ra đây. Cậu là Lý Chính Bạch? Là tôi.
Lý Chính Bạch, lâu quá không gặp. Sắc mặt này tốt hơn nhiều so với lúc ở Thanh Thành. Xem ra gần đây sống không tệ nha. Còn sắc mặt anh không được tốt lắm. Tóc đen hay nổi cáo, xem ra là có tâm sự đè nén không nhẹ. Con người anh không quá chu đáo rồi. Tôi giúp anh ra ngục, anh lại làm chuyện gì với tôi chứ? Mùi gì vậy? Mùi nước tiểu trên người anh vẫn chưa tan sao? Anh có biết không, từ sau khi anh trốn ra ngoài, tôi rất lo lắng cho anh. Những năm này bên ngoài không an toàn hơn bên trong đâu. Lỡ như bị lạc đường rồi phải làm sao? Lỡ như gặp phải người xấu thì làm sao? Lỡ như phơi xác ngoài đường thì phải làm sao đây? Xem ra chúng ta giống nhau, đều là người phải lo lắng. Tôi cũng luôn lo lắng. Tôi luôn nghĩ viện trưởng quan nghiêm giúp tôi ra ngục, lỡ như bị Matsumoto biết thì có khả năng không chỉ là tiểu ra quần đơn giản vậy thôi. Lý Chính Bạch, tôi nói anh biết, lúc đầu tôi nói qua tôi chỉ có thể thả một mình anh thôi. Hôm nay tôi vẫn là một câu này. Anh có thể đi, bọn họ phải ở lại. Tôi vẫn là câu nói đó. Tôi bắt buộc phải đưa họ ra. Xem ra anh với những tên lừa gạt vô lại tình cảm cũng sâu đậm đó. Nghĩa khí. Được, anh muốn đưa họ đi cũng được. Lấy đồ đổi với tôi. Ý gì? Trong tay anh có phải có món đồ đáng tiền? Tôi. Anh xem dáng vẻ của tôi đi, đừng có giả vờ. Chính là lô hàng mà anh giấu trong giếng. Tôi hỏi anh, lô hàng này có phải là của chị Hồng không? Ai là chị Hồng? Lô hàng này có phải là của Đảng Cộng sản không? Tôi nghe không hiểu anh đang nói cái gì. Được, nếu như những món đồ này không liên quan tới chị Hồng, vậy hôm nay tôi nói anh biết, lô hàng này tôi nhất định phải lấy. Người anh có thể đưa đi. Trưởng quan Nghiêm, anh đang làm cái gì vậy? Anh nói tôi thật sự nghe không hiểu. Đúng, thật sự tôi phải đưa người đi. Hàng gì đó? Lý Chính Bạch, anh đừng ép tôi. Tôi cho anh thêm một cơ hội cuối cùng. Anh muốn tôi bắt anh về Thanh Thành nộp mạng, hay là muốn giữ tính mạng của mình ở bên ngoài? Suy nghĩ cho kỹ. Nghiêm Chính Phương, anh là người thông minh. Nếu trong tay tôi thật sự có lô hàng mà anh nói, nếu như anh muốn có được, nếu như tôi chết rồi thì ngay cả cộng lông anh cũng không có được. Anh muốn làm gì? Sao hàng ở đây? Cô Lục, tôi chỉ muốn đảm bảo là hàng an toàn. Vậy tại sao chìa khóa ở đây? Chìa khóa này là lúc Lý Chính Bạch bị bắt để lại cho tôi. Cái gì? Lý Chính Bạch bị ai bắt rồi? Đặc công Uno. Là dạng Lý Nhai. Tôi không nhìn thấy dạng Lý Nhai, nhưng mà tôi có thể chắc chắn họ là người của Uno. Thật ra tôi rất kỳ lạ. Trưởng quan Nghiêm, anh phí hết mọi tâm sức, khó khăn lắm mới bắt được chúng tôi, nhưng không đưa đến Thanh Thành lập công, lại không truy hỏi chúng tôi trải qua những gì sau khi trốn khỏi ngục, mà không ngừng hỏi tôi những câu hỏi không liên quan gì đến chức trách của anh. Rốt cuộc là tại sao? Tôi cũng thấy rất kỳ lạ. Lô hàng đó của anh rốt cuộc là cái gì? Từ nhỏ Nghiêm Chính Phương tôi muốn có được thứ gì thì tôi nhất định phải có được. Được, tôi nhường anh thêm một bước. Lô hàng này tôi 6, anh 4, cộng thêm tự do của tất cả mọi người. Yên tâm,
Những người này đều là thuộc hạ của cha tôi, sẽ không có vấn đề gì đâu. Anh là muốn tôi bắt hết tất cả các anh về, mọi người đều không lấy được hàng, anh mới yên tâm mà. Cho dù trong tay tôi có đồ mà anh muốn, thì tôi cũng không thể cho anh được. Anh muốn bàn điều kiện với tôi? Tôi không có tư cách này. Cho dù là như vậy, anh cũng không thể lén lút mở rương. Tôi chỉ muốn đảm bảo hàng hóa được an toàn. Điều này sai sao? Nhưng mà mệnh lệnh của cấp trên là bất kỳ ai cũng không được mở rương. Tôi là tổ phó mà sở trưởng Từ đích thân chỉ điểm. Cô Lục, cho dù cô không tin tôi, lẽ nào cô cũng không tin tưởng sở trưởng Từ? Anh còn nhớ lúc anh bắt tôi, tôi hét lên một câu: Lạc Hồng không phải vật vô tình, quá thành bùng xuân càng đẹp hơn. Đó chính là ám hiệu của tôi với người của tôi. Nếu như sáng mai bọn họ không nhìn thấy tôi bình yên vô sự từ đây bước ra, bọn họ sẽ tự động tiêu hủy lô hàng đó. Đến lúc đó anh không lấy được gì hết. Tôi phải đi. Bây giờ Lý Chính Bạch bị bắt rồi, ít ra chúng ta phải đảm bảo đồ vật trong rương có an toàn hay không. Anh có biết trong rương là gì không? Không biết, nhưng chắc chắn là đồ vật rất quan trọng. Nếu như bây giờ Lý Chính Bạch đã nói bí mật ở trong rương cho bọn Ô Ngụy biết, nhưng chúng ta lại không biết gì về cái rương đó cả, e rằng chúng ta rất bị động. Chỉ có biết được trong rương là thứ gì, chúng ta mới có thể tiến hành kế hoạch tiếp theo. Rốt cuộc là nên tìm Lý Chính Bạch trước hay là nên di chuyển rương trước? Rồi. Được, tôi thả anh ra trước, giữ lại lô hàng này. Tôi cho anh thời gian 2 ngày suy nghĩ. Rốt cuộc là hàng quan trọng hay là mạng người quan trọng? Nhưng tôi nhắc nhở anh, anh phải nhanh chóng trả lời tôi, bởi vì tôi không đảm bảo họ có còn mạng đợi anh trở về hay không. Đúng rồi, cô gái đó, anh thả cô ấy luôn đi. Đừng có nghĩ người ta hạ tiện như vậy. Lúc chúng tôi từ trong nhà giam ra, tổng cộng chỉ có mấy anh em thôi. Anh đều biết mà. Cô ấy chỉ là chúng tôi thuận đường đưa đến Hưng Thành thăm người thân. Anh không cần phải lo sợ. Sợ rồi à? Được. Trời vừa sáng, đưa các người về nhà khách. Một lời đã định, chúng ta nhất định phải tìm được Lý Chính Bạch để làm rõ ràng hàng ở đâu. Bây giờ Lý Chính Bạch không ở đây, rương lại bị đánh tráo. Cô Lục, cô không cảm thấy tất cả những điều này quá trùng hợp sao? Ý gì? Nói không chừng bây giờ Lý Chính Bạch đã trao đổi rương với người của Ôn Ngụy rồi. Vậy hôm nay anh ta bị bắt cũng chỉ là diễn kịch cho chúng ta xem thôi. Sự việc vẫn cứ làm rõ, không nên đưa ra kết luận. Tôi tin tưởng Lý Chính Bạch, tôi chỉ sợ cô tin sai người. Nếu như muốn bán đứng chúng ta thì ở Trường Trạch sớm đã đưa hàng cho dạng Lý Nhai rồi, cần gì phải đợi tới bây giờ?